các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn nha. Là thằng lớn mình nó đòi đi ăn bò bít tết nên hôm nay mình đi xem cái tiệm có tên là Steakhouse. Nào, chúng mình cùng đi nhé. Đây. Mở cửa đi vào. Ở đây là có cái đồ chơi rồi. Cái này là tốn tiền, cái này là tốn tiền ở đây. Lần nào vô cũng phải tốn tiền. Đó. Đây là chỗ rửa tay. Rồi, mở cửa đi vào nha. Thêm một cánh cửa nữa. Đây, tiếng con. Làm gì đó vậy? Trời trời, chú lít bạn chứ vậy? Xem nào, menu có gì ăn nào. Dạ. Hamburger. Dạ. Thứ hai là hamburger hả? À, bán kẻ hả? Con nhớ có salad đồ không nè. Tối ở này, sáng ở dễ. Ok. Tự phục vụ nha các bạn, là lấy nước nào, lấy nước uống nha. Lấy gì? Rồi con uống gì lấy đi con. Uống gì? Đúng rồi, để đó con. À đúng rồi. Rồi con ăn, uống cái nào con bấm. Yes, that's right. More one time. This water. This water. Yes or no? This water, mommy. Yes. This okay, con. Masaki, this okay. Rồi. Okay, con. Đây là nước nha bạn, đi lấy nước uống. Dĩa thì ăn salad thôi. Salad ăn gì nè, có bắp cải bào. Salad có cải mập, có đậu, đủ thứ. Nhiều loại sốt, một ít đậu nữa nha. Đây có bao tay sẵn, mình ăn gì mình mang bao tay vào mình lấy. Cái gì nữa đây nè. Đậu bắp cắt sẵn nè. Ok, con thấy con rõ ở đây không nè. Ok. Hey, tomato. Có mì lạnh, có spaghetti. Ok con. Có salad. Ấp hạ. Thôi mình không lấy dưa leo đâu. Có này trong biển với đậu nè. Có bánh phồng đây nữa nè các bạn. Đây là trái cây. Cherry, đây một miếng rong biển vào. Sốt nào đây, mình sẽ ăn sốt này nhé. Đây, sốt này.
đi lấy canh súp nha các bạn. Mình thích ăn cái súp gà này. Đây, trứng, nó rất là nhiều trứng luôn. Wow, hấp dẫn chưa nào. Đây, súp bắp. Đây là curry, curry Nhật. Còn đây là bánh này. Ăn đều tự lấy nha. Đây này, đồ ăn tới rồi đây. Yeah. Anh nhỏ mình anh kêu có phần này. Chị dỗ ấy ra nhiều quá không con? Đây dạ. Nhiều quá ăn nó mặn á nha. Đây nha các bạn, bỏ lên nướng nha. Bỏ lên nướng lại thêm nó cho nó hơi chín chín một tí. Mình ăn thì hơi sống không sao, còn nhỏ mình nó ăn cho nó hơi chín một tí. Sao vậy con? Sao? Ôi, quá một chút ít thôi đúng không? Đây là gà, kêu gà với lại bò. Sao này? Sao vậy con, để đi con. Ôi, để đi. Con đợi chút xíu cho nó ngồi chút mình bắt cho con ăn. Nó còn ngắn. What? I don't want brown rice. Hả? Hai xí. Salad hấp dẫn. Đi á con. Hello con. Sao con? Why? Ây da. Ăn ăn đi. Ừ. Cái đó đâu có đau đâu, đụng cái đó đâu có đau đâu. Để mà lấy đồ ăn á, nó có cái ni lông nó che lại xuống, rồi nó yêu cầu mình phải đeo khẩu trang nè. Ở chỗ đó nó có bao tay cho mình luôn á, nó kêu mình khi mà lấy thức ăn á thì đeo bao tay vô. Rồi ăn xong rồi đi về cho các bạn ơi. Bye bye. Bye bye.
Có mấy chú voi. Bye bye.